Trong thời tiết oi bức của mùa hè, những món ăn thanh mát, giúp giải nhiệt mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng luôn là lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ ở Hà Nội. Vậy nên, mùa nào, thức nấy, những mâm cơm ngày hè của người Hà Nội cũng luôn được chăm chút để mỗi thành viên trong gia đình đều cảm thấy ngon miệng. Nóng lên cho ăn canh cua đi nhỉ? Canh cua thì ở nhà có cua sẵn rồi, thì nữa thì hai vợ chồng ra chợ mua rau, mỗi cầm hành với cả thịt rang trái cạnh đi, có mô mùa này đấy luôn. Các khu chợ truyền thống ở Hà Nội vẫn luôn tấp nập trong những ngày hè nắng nóng. Những thực phẩm được bày bán nhiều nhất vẫn là rau, củ, quả, đồ ăn, thức uống giải nhiệt cho mùa hè. Hôm nay có cần đồ khô ở trong nhà không? Ủa em 16.000 thêm gì nữa không em? Rau chiều ăn rau gì em? Rau dền nhá. Rau dền ơi. Vợ chồng chị Chi bán rau ở khu chợ này đã nhiều năm. Mùa hè, chủng loại rau xanh được nhà chị bán khá đa dạng do nhu cầu của khách hàng. Nhưng việc bảo quản cũng vì thế cần được quan tâm hơn trong thời tiết nắng nóng. Rau tươi lắm anh ơi. Rau dền. Vâng. 26.000 ơi. Có cần thêm gì không ạ? Cho đây luôn nhá. Có cần trứng hay chiếc gì không anh? Ok. Cho ra xe cho anh nhé. 26 này, khu quản lý đi em là 15.000. Mùa hè là 5:30 sáng em mở hàng rồi. Vâng, đến giờ khoảng 12:30 trưa thì về nghỉ ngơi đến tầm 3 giờ là lên bán tiếp đến 8:30 tối. Mùa hè thì nó rất là đa dạng các loại rau. Tôi nhập rau ở chợ đầu mối với cả một số thì cũng mua ở làng quanh đây mọi người cắt ra để bán. Đó là rau sạch. Mùa hè thì để rau được tươi lâu thì mình thường xuyên tưới nước hoặc là phải cho vào vỏ lạnh để giữ tươi đến chiều bán. Tưới nước như thế này, thời tiết này nóng lôi lắm. Không tưới nước thì không thể nào mà giữ rau tươi được. Hello cô em. Hôm nay chị ăn rau gì ạ? Hôm nay chị nấu canh cua mùng tơi cho chị mùng tơi, rau đay với mướp. Mùng tơi mấy mớ hả chị? Cho chị một mớ thôi, một mớ với một mớ rau đay. Đậu phụ nữa chị làm đậu tẩm hành. Chị Linh và anh Hoàng là khách quen của khu chợ này. Họ chọn cửa hàng của vợ chồng chị Chi vì rau ở đây khá tươi ngon, giá cả hợp lý, lại nhiều sự lựa chọn cho thực đơn hàng ngày. Nấm đùi gà em là 6, 12 là 38. Vâng. Chị ơi, mấy hộp em lấy? Bé nhà 2 hộp em. Không có loại to hả em? Bây giờ toàn loại này nó ngọt hơn chị ạ, nó nhỏ, nó non, nó ngọt hơn. Ok cho chị 2. Vâng. Lấy cả một cái súp lơ xanh nữa đi. Vâng. Anh cầm xem. Quả chanh. Tính tiền nhanh vậy. Vâng, em tính luôn rồi. Đến đâu em tính đến đấy rồi. Mùa hè thì thời tiết rất là nóng nực. Có thể đôi lúc mọi người cũng khá là ngại việc vào bếp. Tuy nhiên thì đối với tôi thì bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Chính vì thế mình lại càng phải cẩn thận hơn trong việc chế biến các món ăn nó phù hợp với mùa hè. Ví dụ như các món ăn thì chế biến cần nhanh chóng này, cũng như là khi ăn vào thì vẫn vừa ngon, vừa mát, lại đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nữa. Chính vì thế mà cái việc lựa chọn nguyên liệu cũng rất là quan trọng. Tôi và chồng thì thông thường sẽ dành thời gian buổi sáng, những ngày cuối tuần để mình đi chợ, lựa chọn những thực phẩm tươi, ngon, đặc biệt là rau xanh để có thể cung cấp đầy đủ lượng vitamin cho cơ thể của cả gia đình. Trái cạnh cho chị dành dành. Thế này đó. Đúng rồi. Cháu này thì về xế nhỏ vừa chứ. Ừ, em. Bao nhiêu tiền em? 65. 65.000. Ok em. Cảm ơn em nhá. Chị về ạ. Chúng ta đi vào mua hoa. Mua hoa à? Hoa hồng đi nhỉ? Hoa hồng này để cắm hả? Vâng, bao tiền một bó ạ? 3 sen này. Không, nổ. Hoa này chị ạ? Hoa này là 20 một chục. Vàng hay hồng? Hai,
vàng thì sẽ nở to hơn đấy. À thế à? Nhưng vàng có thơm không ạ? Cái này thơm hơn đấy mà. Cũng như nhiều gia đình người Hà Nội, mỗi khi đi chợ, vợ chồng chị Linh thường thích mua những bông hoa tươi về cắm cho bữa cơm gia đình thêm ngọt ngào, đầm ấm. Chị bó lại giúp em. Có cái lá sen nhé, chó đẹp nhé. Vâng ạ, giấy cũng được. Và họ cũng không quên mua thêm chùm nhãn và lạng hạt sen về nấu chè cho cả nhà thưởng thức sau bữa cơm. Tự tách thì nó cũng thế thôi đúng không? Vâng ạ, cái này người ta đã tách ra cho mấy cân. Chị ơi, chị ơi, gửi tiền. Cũng như nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội, vợ chồng anh Hoàng, chị Linh khi rảnh rỗi sẽ thường cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Không khí ấm cúng luôn tràn ngập trong khu bếp của nhà anh chị. Chung hai vợ chồng cũng thích làm mọi việc cùng nhau, cho nên là hàng ngày thì có đi chợ cùng nhau. Buổi sáng dậy thì tranh thủ đi tập thể dục thì đi qua chợ để mua rau, mua cỏ, mua thịt thà cho gia đình ăn trưa ăn tối luôn. Những món ăn mùa hè thì sẽ có là canh ấy, thì sẽ có canh cua này, rau thì rau muống này, thịt lợn rang cháy cạnh. Đấy là những cái món mà tôi rất thích vợ tôi làm. Thường thì sẽ là vợ nấu là chính, bởi vì mọi người chủ yếu là hỗ trợ lúc chuẩn bị và lúc dọn ra, còn vợ là chuyên môn của vợ, vợ nấu ngon nhất nhà. Canh cua nấu với rau mồng tơi và mướp, ăn kèm cả pháo muối sổi, đậu rán tẩm hành, thịt rang cháy cạnh, nộm tai heo là thực đơn mùa hè mà nhiều gia đình Hà Nội thường hay lựa chọn. Vì thời gian chế biến nhanh gọn, lại vừa ngon miệng, đẹp mắt, giúp làm tăng khẩu vị trong những ngày hè nắng nóng. Với đặc trưng của mùa hè, thời tiết khá là nóng nên là tất cả các thành viên trong gia đình thì đều thích ăn những cái món thanh đạm và các món ưu tiên những món mà có vị chua và hạn chế dầu mỡ. Thì tôi cũng rất là thích sử dụng các gia vị mùa hè như là quả sấu để nấu canh chua, rau muống luộc này, dầm sấu, hoặc là các món như là canh chua, canh cá.
Và hơn thế nữa thì cũng rất là thích các cái món mà món luộc chẳng hạn, thịt luộc và cuốn với rau, các món gỏi cuốn ăn thật là nhiều rau tươi. Và mùa hè thì cũng rất là mát và cũng rất là dễ ăn. Tuy không có quá nhiều đạm, nhiều dầu mỡ, gia vị, nhưng những món ăn đặc trưng mùa hè vẫn luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình, anh Hoàng, chị Linh. Và việc lên thực đơn ăn gì cho bữa cơm ngày hè cũng là niềm vui, sự hứng khởi của nhiều bà nội trợ ở Hà Nội, bốn mùa quanh năm. Ngoài các bữa ăn chính thì tôi cũng hay tìm tòi và chế biến các món ăn phụ cho gia đình, đặc biệt là các món tráng miệng sau bữa cơm chính. Thì các con và chồng tôi cũng rất là thích ăn các món chè. Mùa hè thì có đặc trưng là chè sen long nhãn hoặc là các món như chè đỗ đen, chè đỗ đỏ. Ăn kèm với một chút dừa hoặc một chút đá cũng rất là mát. Thì các con cũng đều rất là thích các món này. Trong một gia đình thì lúc nào cũng phải có lửa. Lửa đây là lửa bếp, lửa của tình yêu thương. Thế cho nên là một cái bữa cơm nó mọi người quây quần lại với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, hỗ trợ nhau trong lúc làm đồ ăn, rất là vui, hạnh phúc. Đặc biệt là với mùa hè, các món ăn thì rất là mát, rất là nhẹ nhàng, làm cho mọi người cũng hào hứng tham gia bữa ăn, cũng như là các con cũng tham gia cùng với bố mẹ trong việc chế biến và trong việc dọn dẹp. Như thế cũng tạo cho cái không khí nó gắn kết hơn rất nhiều.